Tất cả quý bà cô bác và quý anh chị em nha, em đang có mặt ở đây là khu vực cửa ngõ của thành phố Long Khánh ấy quý vị. Phía trước mình là khu vực ngày xưa người ta hay gọi là ngã ba cô heo quý vị này, hướng đi về phía Sài Gòn, và phía bên này là con đường Hồ Thị Hương và con đường mới mở sau này quý vị. Ở dưới là có công viên, và đây là con đường đi vào Bình Lộc này quý vị này. Bình Lộc đây thì nó cũng gần giống với Bình Lộc ở khu vực xã Xuân Thiện, gần với Gia Kiệm. Nhưng mà con đường Bình Lộc này thì còn được gọi là Bình Lộc ấp với quý vị. Nơi con đường này đi vào xã Xuân Thiện, Tín Nghĩa được, đi về Gia Kiệm được. Từ đây mà đi vào khoảng 5 km thì đến giáo xứ Bình Khánh. Hôm nay Khánh mời quý vị mình cùng đến giáo xứ Bình Khánh để quý vị cùng với Khánh tham quan cũng như là viếng một vị linh mục vừa mới qua đời quý vị ạ. Khánh mời quý vị mình cùng với Khánh lên đường nhé. Con đường này cũng là con đường đi ngang qua khu du lịch Suối Tre, rồi khu công nghiệp Long Khánh hiện nay quý vị ạ. Một khu công nghiệp bây giờ cũng lớn lắm. Đây chính là con đường mà Khánh để đi vào giáo xứ Bình Khánh. Sẽ đi từ phía ngã ba khu heo của khu vực thành phố Long Khánh, từ nhà thờ chính tòa vào con đường này đến Bình Khánh thì khoảng 7 cây số. Phía bên trái mình là khu công nghiệp Suối Tre Long Khánh ấy, quý vị cũng lớn lắm. Con đường thì quý vị thấy được mở lớn hai len, và con đường này thì cuối đường thì ăn vào trong khu vực Tín Nghĩa, giáo xứ Tín Nghĩa của xã Xuân Thiện quý vị ạ. Rồi ra ngoài khu vực Gia Kiệm với khoảng 15 đến 20 km. Mình đến thăm ngày ngày hôm nay là ngày 19, tính ra là ngày được đưa về đây hôm tối ngày 17, hôm nay là ngày 19 và ngày mai là ngày 20 thì sẽ có thánh lễ cử hành để làm nghi thức lần cuối đối với ngài ấy, quý vị. Quý ông bà cô bác và quý anh chị em ạ, hôm nay là ngày thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023, và ngày mai là ngày thứ sáu, ngày 20 tháng 10 năm 2023 thì là thánh lễ an táng cho cha Giuse Đỗ Mạnh Dũng, thì ngày sinh ngày mùng 9 tháng 2 năm 1967 tại Tiền Giang, và ngày chịu chức linh mục tại giáo phận Xuân Lộc vào ngày 25 tháng 1 năm 2000. Tính ra tới nay thì ngài đã đảm nhiệm chức vụ linh mục được 23 năm. Ngài đã từng làm phó sứ Bắc Hải từ năm 2000 tới năm 2003, rồi ngài làm chánh sứ Tân Bình từ năm 2003 đến năm 2011, rồi ngài lại làm chánh sứ Thái Hiệp vào năm 2011 đến năm 2017. Sau đó thì ngài về làm chánh sứ Phước Lý từ năm 2017 tới năm 2020. Và giáo xứ Bình Khánh là giáo xứ mà ngài làm chánh xứ từ năm 2021 đến nay quý vị ạ. Ngài mất thì Khánh nghe nói là ngài mất trên mãi trên Lào Cai, rất là xa nơi này, gần 2.000 cây số. Ngài mất tại đó, và di hài của ngài thì được liệm vào quan tài và di chuyển tới gần 2.000 cây số để về tới đây. Theo Khánh được biết thì sau 27 tiếng di chuyển thì di hài của ngài đã được đưa về lúc 9 giờ tối ngày 17 tháng 10, và ngài được về tới giáo phận Xuân Lộc, rồi ngài được ghé thăm gia đình bà cố và xóm làng của ngài,
ở giáo xứ Thái Xuân, và sau đó thì linh cữu ngài được đưa về giáo xứ đây vào ngày 17 tháng 10. Khánh mời quý vị mình cùng đến tham quan cũng như viếng ngài tại khu vực giáo xứ Bình Khánh đây quý vị nhé. Đây là khu vực cổng chào của xã Bình Lộc quý vị này. Quý vị có thể thấy con đường vào Bình Lộc xã rồi đi xuyên về Tín Nghĩa ngày nay thay đổi nhiều quý vị nhỉ. Có rất là nhiều khu đất được quy hoạch làm khu dân cư đấy quý vị. Đây cũng là một con đường có thể nói vào rất là nhiều khu vực trồng vườn trái cây trong này. Vừa trái cây ở Long Khánh, con đường này đi vào nhiều vườn như vậy. Đây là khu vực chợ Bình Lộc quý vị này. Ngay phía trước chợ này thì sẽ có một ngã ba lớn, Khánh xe kẹo tay trái để đi về giáo xứ Bình Khánh. Từ đây mà về giáo xứ Bình Khánh thì cũng còn có rất là gần, chỉ có hơn 1 km nữa quý vị này. Đây ngã ba đây, Khánh thấy khu vực này cũng có cờ tang. Đây là giao khu vực giáo xứ Bình Khánh của ngài luôn quý vị. Mấy ngày nay thì các giáo xứ, nhất là hạt Long Khánh bên này thì có lịch thay phiên nhau, các giáo xứ sẽ đến để viếng cha quý vị ạ. Giờ này Khánh đến thì gần trưa rồi. Đây, nhà thờ ngài ở phía trước này rồi. Thank you.
Quý vị ạ, vậy là thánh đường Bình Khánh thì nằm trong con hẻm. Ở đây thì hẻm có tên là hẻm 44 và con đường này là con đường Bình Lộc Chính Nghĩa đây quý vị nè, đi thẳng về Chính Nghĩa. Hôm nay thánh thanh có bảng ở ngoài đây này, cha du xe Đỗ Mạnh Dũng, thánh mời quý vị mình vào viếng ngài nhé. Con đường vào xứ Bình Khánh cũng lần đầu tiên Khánh đến. Giáo xứ thì nằm trong con đường này cho nên mình cũng ít để ý quý vị ạ. Đây, nhà thờ đây quý vị này. Giờ này Khánh đến thì đúng giờ trưa đấy. Đây, đây chính là bảng giáo xứ Bình Khánh quý vị này. Đây, một thánh đường đây quý vị. Quý vị ạ, đây là toàn bộ không gian nơi giáo xứ Bình Khánh thuộc về giáo hạt Long Khánh đây quý vị này. Lịch sử sơ về giáo xứ thì giáo xứ được hình thành sau năm 1975. Rất là nhiều người di cư đến đây, khu này lập nghiệp. Mới đầu thì giáo xứ cũng có ít gia đình công giáo thôi. Nhưng mà vì sự phát triển dần dần rồi lên giáo họ biệt lập. Và năm 2010 thì được lên hàng giáo xứ quý vị ạ. Giáo xứ Bình Khánh thì lên hàng giáo xứ năm 2010 và cha đầu tiên, cha xứ Tiên Khởi được bổ nhiệm đến đây là năm 2013, cha Phêrô Đinh Khắc Giữa quý vị ạ.
và cha chánh xứ Giuse Đỗ Mạnh Dũng đây, thì ngài đến đây làm chánh xứ năm 2021, tức là được gần 2 năm đây quý vị này. Không gian của giáo đường thì được thiết kế bởi kiến trúc sư cho nên anh thấy cũng đẹp lắm. Anh mời quý vị mình cùng vào nhé. Hiện nay thì giáo xứ cũng chỉ có hơn 1.000 giáo dân được quý vị ạ. Thiết kế ở đây là tượng đài Thánh Giuse lớn lắm quý vị này, có hồ nước. Rồi, mình đi vào trong này quý vị nhé. Ở đây thì có bảng chương trình tang lễ của ngài và quá trình phục vụ của ngài luôn quý vị này. Ngài thì hưởng dương được 56 tuổi. Quý vị có thể bô lại để đọc thêm nhé. Ngài mất lúc 14 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2023. Đây là lịch trình các giáo xứ đến thăm viếng ngài này quý vị này. Nghi thức dập mặt thì vào 6 giờ sáng ngày mai và thánh lễ cầu nguyện cho ngài, rồi thánh lễ an táng là vào lúc 8 giờ 30. Rồi quý vị vào viếng ngài ở đây. Không gian nhà thờ khu vực này đẹp lắm. Nhà thờ thì được xây dựng vào năm 2016, tức là tới nay thì cũng được 7 năm rồi. Khán đến đây giờ này là đúng giữa trưa cho nên có thể nói vắng quý vị ạ. Tí nữa thì rất là đông các đoàn thể, các giáo xứ đến lần lượt. Đây làn hoa tươi
bàn tay nâng niu cùng dâng tiên hoa trái nương đồng. Với ngày dài hy sinh và công khó của biết bao người, dâng cuộc đời hôm nay bao nhiêu lầm lỗi trần ai, nhưng một lần trong đời ở Chúa luôn dù thương đón nhận đời con. Xin dâng lên dâng đến Chúa đời con, dẫu niềm tin đã bao lần héo hon. Xin dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài tròn tình yêu sắt tròn. Dâng lên Chúa đời con, sống cho Ngài tròn tình yêu sắt tròn. Quý vị ạ, vậy là Thắng vừa đến viếng cha với quý vị. Ngày mai thì vào lúc 6 giờ sẽ có nghi thức dập mặt Ngài, sau đó cũng có một thánh lễ của các cha trong hạt, hạt Long Khánh. Và chính thức thì 8 giờ 30 sáng ngày mai, ngày thứ 6, ngày 20 tháng 10 sẽ có thánh lễ an táng cho Ngài. Sau đó thì linh cữu Ngài sẽ được di chuyển về an táng tại quê nhà của Ngài là khu vực giáo xứ Thái Xuân, cách đây hơn 13 km quý vị ạ. Khánh xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi phim luôn ạ. Khánh xin được kết phim ở đây ạ.